Tiếp tục chương trình công tác ngày 26 tháng 8, đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025 tại huyện Trạm Tấu. Nghị quyết số 69 về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 đến được với người dân. Huyện Trạm Tấu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung của chính sách đến với người dân. Qua tuyên truyền đã có 42 hộ dân đăng ký thực hiện chính sách hỗ trợ với tổng kinh phí gần 1,6 tỷ đồng. Trong đó chính sách hỗ trợ xây dựng, nhân rộng các mô hình mới có hiệu quả kinh tế cao với mức kinh phí hỗ trợ gần 675 triệu đồng. Chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản hữu cơ là gần 800 triệu đồng. Đến thời điểm này đã giải ngân trên 900 triệu đồng. Qua giám sát, về cơ bản huyện Trạm Tấu đã thực hiện đúng đối tượng theo quy định của nghị quyết, đảm bảo tiến độ đề ra. Chính sách thực hiện đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn.